Công ty Golden Health hân hạnh giới thiệu sản phẩm Full Golden, chiết xuất từ tảo nâu được sản xuất tại Úc, có khả năng hỗ trợ quá trình điều trị ung thư, giảm tác dụng phụ của những lần hóa trị hoặc xạ trị. Ngoài ra, Full Golden cũng có tác dụng bảo vệ các tế bào tủy xương, giúp tăng cường hệ thống miễn nhiễm, chống hình thành khối u và chống oxy hóa, đồng thời cũng giúp nâng cao sức khỏe toàn diện của cơ thể và giúp làn da được mịn màng, tươi trẻ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Vietfay TV qua số 0452 067 535 hoặc email vieftv2022@gmail.com. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài Việt TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt TV, những tin liên quan đến ngân sách vẫn tiếp tục là tin hàng đầu. Trong khi đó, tại Victoria, chính phủ lao động công bố giảm hạ 40.000 cuộc phẫu thuật tự chọn vì thiếu hụt nhân viên y tế. Còn tại Perth, cư dân bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy sẽ được trợ cấp từ 2.000 đến 4.000 đô la. Trong khi tại Sydney, một hố tử thần đã xuất hiện tại khu vực bờ đông thành phố. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay, thứ Hai ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Việt TV. Đầu tiên vẫn là tin liên quan đến ngân sách, tập trung vào trẻ mầm non. Chính phủ liên bang vừa công bố kế hoạch 10 năm nhằm mang lại cho trẻ em sự khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống. Và những trẻ em từ 0 đến 5 tuổi là trọng tâm của chiến lược quốc gia. Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Amanda Risworth nói rằng điều đó rất quan trọng. Theo bà Risworth, thì tài liệu chính sách mới đặt ra khung thời gian 10 năm để khắc phục hệ thống mầm non rời rạc và thay thế bằng một hệ thống tích hợp hơn nhằm giúp cải thiện trách nhiệm giải trình. Điều đó bao gồm việc thành lập một quỹ trị giá 100 triệu đô la để khen thưởng các giải pháp địa phương. Giám sát sự phát triển của chiến lược sẽ là nhóm tham khảo phụ huynh và người chăm sóc mới để bảo đảm họ có thể đưa ra phản hồi trực tiếp. Silvana Mamik là giám đốc điều hành của dịch vụ trẻ em Plumtree và cũng là thành viên của Ban Cố vấn chuyên môn về chiến lược mầm non của chính phủ nói rằng việc chứng kiến con mình vật lộn với những khuyết tật đã khiến cô thấy rõ rằng hệ thống chăm sóc trẻ em tại Úc cần phải được cải thiện. Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục Mầm non Anne Ali cho biết khía cạnh quan trọng đối với bà trong chiến lược này là cách tiếp cận giải quyết những bất lợi cố hữu. Tương tự, Giám đốc điều hành của Early Childhood Australia Samantha Page cũng bày tỏ sự hoan nghênh chiến lược này và cô hy vọng chiến lược này sẽ được cung cấp nguồn lực và thực hiện với mục tiêu giảm bớt căng thẳng và áp lực mà các bậc cha mẹ phải đối mặt khi sử dụng vô số dịch vụ khác nhau. Tiếp tục tin về ngân sách, tiền hưu bổng dành cho các bậc cha mẹ và Medicare là trọng tâm của ngân sách năm nay. Chỉ còn hơn 24 tiếng đồng hồ nữa là Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers sẽ công bố ngân sách thứ ba của Đảng Lao động. Tuy nhiên, trước khi công bố chính thức thì nhiều chính sách cũng đã được tiết lộ. Theo đó, các dịch vụ nghỉ phép có lương của cha mẹ và Medicare dự kiến sẽ nhận được hàng tỷ đô la tài trợ trong ngân sách liên bang vào ngày mai. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên đài số 9, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers cho biết chính phủ sẽ cam kết đóng góp 1,1 tỷ đô la tiền hưu bổng superannuation cho việc nghỉ phép có lương của cha mẹ trong ngân sách sắp tới. Sau đó là 600 triệu đô la mỗi năm khi chương trình này bắt đầu hoạt động. Theo kế hoạch này, thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, các bậc cha mẹ đủ điều kiện sẽ nhận được thêm 12% tiền hưu bổng trong thời gian nghỉ phép do chính phủ tài trợ. Ngoài ra, ông Chalmers cũng cam kết chi 3 tỷ đô la để tăng cường Medicare và đầu tư 8,5 tỷ đô la cho y tế nói chung. Thông báo này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Y tế Mark Butler xác nhận, chính phủ liên bang sẽ tài trợ thêm 227 triệu đô la để xây dựng thêm 29 phòng khám chăm sóc khẩn cấp bổ sung, nhằm nâng tổng số phòng khám khẩn cấp lên thành 87 phòng trên toàn quốc. Các phòng khám khẩn cấp này sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe không hẹn trước và hoạt động 24/7, mà hầu hết các dịch vụ đều được thanh toán bởi Medicare. Kế đến là tin về quyết định kéo dài nhiệm kỳ của Ủy viên Cảnh sát Liên bang AFP.
Ủy viên Cảnh sát Liên bang AFP Rhys Kershaw đã được tái bổ nhiệm thêm 2 năm nữa sau khi ông cam kết sẽ nhắm mục tiêu vào tội phạm trực tuyến, thế giới ngầm và những kẻ săn mồi. Ông Kershaw được bổ nhiệm lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2019, gia nhập lực lượng Cảnh sát Liên bang AFP sau một thời gian làm ủy viên cảnh sát tại lãnh thổ Bắc Úc. Ông Kershaw nói rằng, đây là năm thứ 10 tôi làm ủy viên cảnh sát, và mặc dù AFP đã đạt được những kết quả phi thường, nhưng chúng tôi chưa bao giờ kiên quyết hơn trong việc duy trì những kết quả đó để giúp giữ an toàn cho người Úc và bảo vệ lợi ích của nước Úc. Nhắc lại là vào cuối tuần qua, Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus đã tuyên bố nhiệm kỳ của ông Kershaw sẽ được kéo dài thêm 2 năm, tức là cho đến hết tháng 10 năm 2026. Theo lời Bộ trưởng Mark Dreyfus, thì ông Kershaw đã có đóng góp to lớn cho cơ quan thực thi pháp luật ở Úc, phản ánh các tiêu chuẩn cao nhất về giá trị của Cảnh sát Liên bang AFP về tính liêm chính, cam kết, xuất sắc, trách nhiệm giải trình, công bằng, tin cậy và tôn trọng trong suốt 30 năm. Trong thời gian ông Kershaw nắm quyền, AFP đã thu giữ số chất cấm trị giá hơn 45 tỷ đô la. Ngoài ra, AFP cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch Ironside, một chiến dịch tấn công tội phạm có tổ chức toàn cầu sử dụng ứng dụng Anom được mã hóa. Chiến dịch Ironside đã làm suy yếu nghiêm trọng tội phạm có tổ chức ở Úc, cũng như những kẻ nhắm vào Úc từ nước ngoài. Cho đến nay, 392 người đã bị buộc tội với hơn 2.300 tội danh trong hoạt động này. Ông Kershaw cũng mô tả việc bảo vệ thanh thiếu niên thông qua Trung tâm Chống Bóc Lột Trẻ Em do AFP đứng đầu là ưu tiên hàng đầu. Trong 4 năm qua, AFP đã buộc tội hơn 748 người với 6.487 tội danh liên quan đến bóc lột trẻ em. Ngoài ra, dưới chiến dịch Dolos, một lực lượng đặc nhiệm đa cơ quan, các nhà điều tra đã trả lại 65 triệu đô la cho các nạn nhân của tội phạm mạng. Sau đây là tin từ Victoria, cắt giảm mục tiêu phẫu thuật tự chọn xuống còn 40.000 ca mỗi năm. Chính phủ Victoria trong tuần qua đã công bố ngân sách cho năm tài chính 2024-2025, qua đó cho thấy mức thâm hụt đáng kể. Trước đây, chính phủ Victoria đã đặt mục tiêu thực hiện 240.000 ca phẫu thuật tự chọn trong năm tài chính 2023-2024. Tuy nhiên, mục tiêu này đã không đạt được trong năm ngoái, do đó chính phủ phải giảm hạ mục tiêu xuống còn 200.000 ca phẫu thuật, tức là giảm 40.000 ca vì lý do thiếu hụt nhân viên y tế. Trong báo cáo ngân sách, chính phủ cho biết số ca phẫu thuật tự chọn không đạt được mục tiêu là do áp lực nhu cầu tiếp tục đối với các dịch vụ y tế sau đại dịch, bao gồm cả nhu cầu phẫu thuật cấp cứu rất cao. Theo báo cáo này, thì những thách thức về lực lượng lao động và nhu cầu ngày càng tăng đối với các khoa cấp cứu và giường bệnh nội trú là những nguyên nhân góp phần gây ra tình trạng chậm trễ phẫu thuật khiến mục tiêu đầy tham vọng không thể đạt được. Tuy nhiên, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa AMA bà Jill Tomlinson cho biết, đây là năm thứ năm liên tiếp các mục tiêu của chính phủ Victoria về phẫu thuật tự chọn đã không đáp ứng được nhu cầu. Và người dân Victoria có quyền có câu trả lời về lý do tại sao chính phủ đã không đạt được những mục tiêu đó. Trong khi đó, Thủ hiến Jacinta Ardern đã kiên quyết bảo vệ quyết định theo đuổi mục tiêu thấp hơn cho các ca phẫu thuật tự chọn trong năm tài chính tiếp theo. Riêng về phần Bộ trưởng Y tế, bà Mary Ann Thomas cho biết, con số 240.000 ca phẫu thuật tự chọn là một mục tiêu đầy tham vọng. Tuy nhiên, chính phủ phải điều chỉnh lại do thiếu nhân viên được đào tạo tại các bệnh viện. Nhắc lại là trong ngân sách vừa tuyên bố, chính phủ lao động tại Victoria đã đầu tư 8,8 tỷ đô la cho bệnh viện, sau khi nhu cầu đã gia tăng 9,8% mỗi năm về chi phí chăm sóc sức khỏe trong 5 năm qua. Kế đến là tin từ Perth, một trung tâm giải trí bị sập mái nhà do lốc xoáy. Một cơn lốc xoáy kỳ lạ đã ập vào thị trấn Bunbury thuộc vùng Withers, nơi cách thành phố Perth khoảng 2 giờ lái xe về phía nam. Mặc dù chỉ xuất hiện trong 4 phút vào chiều tối thứ Sáu vừa qua, nhưng sức tàn phá của cơn lốc xoáy này là chưa từng có. Tuy nhiên, rất may mắn là cho đến thời điểm này, chỉ mới có 2 trường hợp bị thương được báo cáo. Mặc dù cơn lốc xoáy đã xé toang mái nhà của trung tâm cộng đồng PCYC, lật nhào nhiều xe ô tô, khiến hơn 6.000 ngôi nhà bị mất điện. Chính phủ Tây Úc đã vội vàng thành lập một trung tâm sơ tán
để những ai bị ảnh hưởng có nơi tạm trú và việc dọn dẹp hiện đang diễn ra. Thông tin từ các cơ quan thẩm quyền cho biết khoảng 2.000 ngôi nhà vẫn chưa có điện sau cơn lốc xoáy rộng 60 mét với tốc độ gió hơn 150 km/h tấn công vùng ngoại ô Bunbury và chỉ trong vòng 4 phút đã khiến 40 nhà bị hư hại, trong khi mái nhà của tòa nhà PCYC đã sập hoàn toàn. Sở Cứu Hỏa và Dịch vụ Khẩn cấp DFEC đã đưa ra cảnh báo nguy hiểm xung quanh tòa nhà PCYC do chất amiăng. Theo Thủ hiến Roger Cook, thì có khoảng 100 căn nhà đã bị hư hại. Trong số này có khoảng 7 căn là không thể ở được, có nghĩa là đã bị hư hỏng nặng. Tuy nhiên, các nhà chức trách cho biết con số này có thể tăng lên khi việc đánh giá thiệt hại nhanh chóng được thực hiện. Khi quá trình dọn dẹp tiếp tục, cư dân Bunbury có nhà bị phá hủy sẽ có thể nhận được khoản thanh toán $4,000, trong khi những người có nhà bị thiệt hại nghiêm trọng sẽ nhận được $2,000. Ngoài ra, còn có khoản thanh toán mất điện trị giá $120 cũng sẽ được áp dụng cho những cư dân không có điện từ 12 giờ trở lên. Sau đây là tin từ Sydney, xuất hiện hố tử thần ở khu vực phía đông thành phố. Cư dân sinh sống tại Dover Heights thuộc hội đồng thành phố Waverley, phía đông thành phố Sydney, nơi ở của những người giàu có đã bị hoảng hốt khi nhìn thấy một hố tử thần rộng gần 10 mét trên đường Ocean View vào tối thứ Bảy khi mặt đất bị lún do mưa lớn. Các tình nguyện viên của cơ quan dịch vụ khẩn cấp SES đã làm việc trong nhiều giờ để chuyển nước ra khỏi các ngôi nhà lân cận hố tử thần. Một cựu cầu thủ bóng Colin Scott sinh sống tại khu vực này đã phát biểu trên đài ABC, qua đó cho biết nó giống như một quả bom phát nổ khiến ngôi nhà bị rung chuyển. Một dòng nước lũ tràn qua nhà anh, phủ khu vực hồ bơi trước khi nó chảy ra biển. Theo ông Scott, thì tình trạng sụt lún đã bắt đầu xảy ra sau trận lở đất trên đường Ocean View vào đầu năm ngoái. Thế nhưng Waverley Council đã không tiến hành sửa chữa gì, khiến tình trạng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, khiến người dân vô cùng thất vọng. Một cư dân khác, ông Stephen Alexander, người sống xa hơn, cho biết Waverley không làm được gì ngoài việc dựng hàng rào che chắn, và ông Alexander lo ngại là hố sụt có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của những ngôi nhà xung quanh, đặc biệt là nhà của ông Colin Scott. Trong khi đó, ở phía bên kia Sydney, đập Warragamba bắt đầu tràn lúc 7 giờ 30 sáng hôm Chủ nhật, sau khi hứng lượng mưa 28mm chỉ trong một ngày. Ngày hôm qua Chủ nhật cũng là ngày mưa thứ 13 liên tiếp ở Sydney và kỷ lục 16 ngày ẩm ướt vào năm 2022 và 1943 có thể bị phá vỡ nếu mưa tiếp tục kéo dài đến thứ Năm. Nhưng điều đó dường như khó xảy ra khi nhà khí tượng dự báo khả năng có mưa rào ở mức trung bình đến cao ở Sydney vào ngày mai và khả năng mưa nhẹ vào thứ Ba và thứ Tư. Cuối cùng là tin thu hồi khẩn cấp một loại nước giải khát phổ biến tại Coles và Woolworths. Cơ quan an toàn thực phẩm đã ban hành thông báo thu hồi một loại nước giải khát của công ty Strangler vào ngày thứ Sáu do lên men ngoài ý muốn dẫn đến tăng lượng carbonate cũng như sự hiện diện của rượu. Ngoài ra, quá trình lên men cũng có thể dẫn đến nguy cơ chai bị vỡ hoặc nắp bị bật ra gây thương tích cho người tiêu dùng. Sản phẩm được thu hồi có tên là Salted Grapefruit với dung tích là 540ml, có hạn sử dụng đến ngày 8 tháng 9 năm 2025, được bán tại Woolworths trên toàn quốc, cũng như Dan Murphy ở New South Wales, ACT, Queensland và Victoria. Ngoài ra, sản phẩm này cũng được bán tại Coles ở Victoria và các nhà bán lẻ độc lập trên khắp New South Wales, ACT, Queensland, Victoria, Nam Úc và lãnh thổ phía Bắc. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Việt TV Australia. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu vào 10 giờ sáng ngày mai.